Bây giờ mình dọc núi nhỏ hay núi lớn em? Ok. Xin đi chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì xin đi muốn chở anh chị cùng với em xã đi dòng núi lớn của Vũng Tàu anh chị ha. Hôm nay thì bây giờ 20 giờ ngày 10 tháng 6 2023. Sunny đang chạy trên con đường Quang Trung ở khu vực bãi trước và Sunny sẽ vòng núi lớn coi buổi tối như thế nào, hướng về Bạch Vinh, Bảy Dâu, Sao Mai, Bến Đá và Bến Định để về ngã tư giếng nước. Sunny mời anh chị và đi thẳng này nè, thì chúng ta đi ra con đường Hà Long ngày xưa mang tên là Võ Tánh để vòng lại nha anh chị. Và Vũng Tàu vào một ngày cuối tuần anh chị thấy như thế nào? Thì buổi tối thì mọi người thì cũng ưa đi dạo biển lắm. Rồi tới đây thì mình vòng lại nha anh chị ha. Ngay chỗ nhà thờ Nam Minh ngày xưa phía trước mặt anh chị đó. Rồi bưu điện. Bây giờ đường xá nó thay đổi nhiều lắm anh chị. Đói cách đây khoảng là 30 năm về trước mà buổi tối mà đi vòng núi lớn thì cũng rất là ái ngại, nó hoang vắng lắm. Nhưng mà bây giờ thì để coi còn ái ngại hay không thì mời anh chị cùng đi với Sunny nha. Đi một vòng Vũng Tàu nó nhỏ đó anh chị. Nó có bãi trước, bãi sau, bãi dâu, bãi dứa, rồi núi lớn, núi nhỏ, những con đường ở khu vực trung tâm vậy thôi à, nhỏ lắm. Không khí thì nó mát mẻ hơn Sài Gòn cũng rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi nha. Buổi tối thì có thể là anh chị quan sát cũng khó. Thôi nhìn cảnh vật coi buổi tối Vũng Tàu như thế nào nha anh chị. Đúng là đi vào biển, nó làn gió biển rất là mát. Còn nếu mà đi Sài Gòn thì anh chị sẽ hít bụi, nhưng mà Vũng Tàu thì thoải mái, nhẹ nhàng. Bên phải là con đường Lê Lợi Hàng Me đó anh chị. Ngay đây là công viên bãi trước đây. Ngày xưa là nhà nghỉ công chức với lại một cái nhà Pháp của bên đạo Công giáo đó anh chị. Nhưng mà bây giờ trở thành một cái công viên. Và này là trở thành một cái khu vực hội hoa xuân những cái dịp Tết. Đây là con đường Quang Trung. Đi thẳng là con đường Trần Phú mà ngày xưa thì tên là Lê Văn Duyệt. Còn đối với con đường Hạ Long nằm dòng núi nhỏ là Võ Tánh. Đây là cuối con đường Ba Cu Nguyễn Thái Học bên phải nè anh chị. Chúng ta sẽ về với lại Bạch Vinh. Người dân địa phương gọi là Vinh Ông Thượng. Ngày xưa thì vua Thành Thái ở đây anh chị, nên người ta không dám đọc tên Vinh Ông Thượng thôi. Đây là cái khu vực khách sạn Thọ Nguyệt Canadian Rosan ngày hôm nay. Con đường này ngày xưa nhỏ xíu thôi, bây giờ lớn anh chị ha. Hoàn toàn khác lạ và mọi người đi vào biển, đi uống cà phê cũng đơn giản thôi. Đi dạo biển, đi tập thể dục. Rồi có những cái bờ kè nè, mọi người cũng ra đây ngồi hóng mát. Rồi chúng ta tới khu vực Bạch Vinh.
đây bên phải là Bạch Vinh anh chị, mấy anh trái là Hòn Ngu. Ngày xưa thì Hòn Ngu thì nó có một cái mỏm đất núi nhô ra, và cái đó là một cái gốc bụi thơ của tất cả sinh ra, những người sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Bây giờ Hòn Ngu nó trở thành Hòn Rù Rì, nó có nhà hàng, quán cà phê, và ở đây có một cái khu vực cáp treo Hồ Mây. Khi mà ngày xưa đó, cách đây 30 năm á, thì đi tới đây thì bắt đầu là chúng ta thấy vắng vẻ rồi. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy quán cà phê, kem, rồi quán nhậu, hải sản. Thì đối với con đường này thì nó có những cái khu nhà hàng cũng rất là nổi tiếng, như là Gành Hào, Cây Bàn, và ở khu vực Sao Mai. Quán cà phê. Và ngày hôm nay đó thì con đường này men theo triền núi, thì bên trái là vực, thì có một số người ta đầu tư để mở quán cà phê, và buổi chiều ra đây uống cà phê cũng rất là thú vị anh chị, ngắm hoàng hôn. Dài khắp. Em ngày xưa đó con đường này vắng lắm, mà từ lúc mà làm quán cà phê thấy đông rồi, quá đông luôn. Rồi mình sẽ lên dốc để chúng ta về với lại Bảy Dâu anh chị ha. Nhà thờ Đức Mẹ Bảy Dâu đó, khu vực nhà thờ Đức Mẹ Bảy Dâu đó. Máy bên trái thì có những cái quán cà phê nè, quán cà phê này đẹp lắm. Ngày đêm là đó, quá trời mọc như nấm ấy, em. Quán cà phê nè, đó, mọc như nấm, mà quán cà phê ngay chỗ cái hải đăng thì đẹp hơn. Đi quên cái đèn xanh đó, đẹp hơn. Nè em thấy là máy bên trái không? Quá đẹp không? Đó, ngay đây nè. Dạ, có máy này khách muốn đến đây. Đúng rồi, không mà nó làm những cái tiểu cảnh cũng đẹp lắm. Được cái nó ngay cái vật á, người ta chụp hình đó, đèn xanh kìa đó. Rồi hạ dốc. Từ khi mà mở con đường này, từ khi có những cái dịch vụ ăn uống thì khu vực Bảy Dâu có vẻ nhộn nhịp hơn. Ngày xưa thì ít ai mà chọn nghỉ ở Bảy Dâu lắm anh chị, thì nó vắng quá. Còn đối với nghỉ Bảy Dâu thì anh chị nói ít là xa trung tâm, nhưng mà thật sự mà nói Vũng Tàu chút xíu anh chị, đi taxi khoảng 20-30 ngàn là tới khu vực bãi trước rồi. Đây là khu vực Gành Hào, quán ăn Gành Hào. Gành Hào ăn thì giá được lắm anh chị, không có chặt chém đâu, theo cái thực đơn thôi. Tới 7 đồng nhất. Đó. Chúng ta tới khu vực Bảy Dâu rồi anh chị. Đó, quán cà phê rồi. Anh chị thấy ánh đèn đó, quán cà phê đó. Nó có view mé bên trái là cây vật nhìn ra biển, sóng vỗ y đùng. Quán này kỳ Tết mình đi đó.
quán cà phê này em đẹp lắm á, rest stop beach stop. Còn ở khu vực này là quán cây bàn. Quán cây bàn là một cái thương hiệu từ ngày xưa đến giờ của khu vực Bãi Dâu. Chỉ có một quán duy nhất anh chị ở khu vực Bãi Dâu này thôi. Nói với Bãi Tắm thì nướng hả? Tiệm nướng lang thang đẹp quá ha. Gì? Đó, ngày mai thì về nhà. Love Beach, trời ơi đẹp quá. Này cái quán này cũng dễ thương nè em. Quán quá dễ thương. Cây bàn là một cái thương hiệu nổi tiếng ở Vũng Tàu anh chị. Nhà hàng cũng rất là lâu đời. Nhưng mà sau này cũng bị cạnh tranh bởi những cái nhà hàng khác nên nó chia khách ra. Rồi ở đây thì chúng ta tới khu vực nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu anh chị ha. Và ở đây thì nhiều khách sạn homestay. Thì đối với khách sạn homestay ở đây thì mình đi với gia đình thì nó hay anh chị, nó vui hơn. Đi ít người thì nó hơi buồn. Quá dữ luôn. Đây là tới nhà thờ Bãi Dâu rồi. Đó, đây là nhà hàng cây bàn. Đẹp, nhà hàng cây bàn sửa lại, nó sang lại rồi em. Thằng bạn của anh thì nó hết làm rồi, nó hết làm chủ, nó sang lại rồi. Đẹp, đó, quán cà phê đây. Ông cũng nhờ mấy quán cà phê này Bãi Dâu mới đông em ha. Mấy quán này dĩ ngồi buổi chiều được thôi em. Buổi chiều đẹp lắm. Rồi bây giờ chúng ta đi về hướng Sao Mai anh chị ha. Sao Mai, Bến Đá, Bến Định. Nhớ nhất kỷ niệm năm xưa mà đạp xe đạp đó, đi về Sao Mai người ta phơi cá khô gì, phơi trang ra đường, con đường nhỏ lắm chứ đâu phải là lớn vậy. Và về cái áo nó nghe mùi cá. Và ngày xưa cứ nhớ mỗi lần mà tới Bà Rịa, đi vào tới Bà Rịa bắt đầu là chúng ta nghe cái mùi, cái hương vị biển, đó là cá khô. Bây giờ thì cũng hết rồi. Ngày xưa là cứ đi vào Vũng Tàu là nghe mùi cá khô, mùi hương biển, mùi muối mặn. Ở đây có một cái eo. Sinh Y sẽ đi tới ngã tư giếng nước rồi về quân sự 3 luôn anh chị. Ở đây có eo thì anh chị chạy xe cũng rất là cẩn thận, đừng chạy nhanh. Đây mé trái là vực. Đây có quán cà phê nè, đó nó mọc ra như nấm vậy nè. Quán cà phê dưới em hay chứ, hình thành mấy quán cà phê dễ thương đó.
ở đây khách sạn 5 sao anh. À, khách sạn 5 sao VIP lắm á. Em search lên mạng coi nó bao nhiêu một đêm. Chắc khoảng 3 triệu mấy em ơi. Nó cỡ đó thôi. 3 triệu mấy. Rồi, đường về khu vực Sao Mai. À, khi mà qua cái đoạn này thì chúng ta sẽ thấy một phố ăn nhậu thâu đêm suốt sáng của khu vực Sao Mai. Chỗ đó thì nó có rất là nhiều cái nhà hàng hải sản, rồi bán hải sản tươi sống. À, Sunny cũng ưa mua hải sản ở khu vực Sao Mai này anh chị. À, chứ đối với người địa phương thì ít ra khu vực xóm lưới để mua lắm. Nó giá du lịch nó hơi cao. À, ra Sao Mai hoặc là chợ, chợ phường 4, chợ Cô Giang, trên đường Cô Giang đó, ưa ra đó. Buổi tối thì Sunny chạy hơi nhanh chút xíu anh chị ha. Mình coi lướt qua những cái khung cảnh như thế này, rồi mình đi vào biển nó có thích hợp hay không. An ninh lắm anh chị, không có vấn đề gì. Đi 11, 12, 1 giờ cũng không sao hết. Rồi, mình tới khu vực Sao Mai. Có những cái nhà hàng hải sản. À, giờ xe khách du lịch cũng có những cái quán mà men theo cái bờ biển anh chị, thuộc phường Sao Mai. Đó, ở đây thì nổi tiếng nhất là Thành Phát đó, xe hơi đậu hai bên lên kênh. Và ở đây thì có chạm cái chỗ bến phà để đi Cần Giờ luôn. Đó, ở đây là khu vực ăn chơi nè, ăn chơi thưởng thức hải sản nè. Rồi, chúng ta hết khu vực Sao Mai và chuẩn bị chúng ta lăn bánh qua Bến Đá nha anh chị. Chợ Bến Đá, dốc hai con rồng để về Thích Ca Phật Đài. Ở đây ghe thuyền ghe đậu rất là nhiều men theo cái bờ biển này để người ta tiếp sửa chữa, tiếp lương thực đá để chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Và có những cái trạm cảng thu mua hải sản. Ở đây cốt yếu là người dân ở đó anh chị, người dân người ta làm những dịch vụ về tàu ghe biển rồi đó, bán ngư cụ rồi thu mua hải sản rồi làm cáp khô. Cốt yếu người dân bám biển sống bằng cái nghề đó. Chứ ở đây không phải là cái khu vực du lịch. Và ở đây thì Việt Kiều nhiều lắm, gần biển mà anh chị, đi định cư ở nước ngoài rất là nhiều. Mà người Việt mình cũng ưa dùng cái từ là gọi là Việt Kiều đó. Rồi mình sẽ đi dốc hai con rồng để về Thích Ca Phật Đài. Đối với địa danh Thích Ca Phật Đài là một cái địa danh rất nổi tiếng ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì nó có rất là nhiều cái khu tụ điểm để thăm viếng vui chơi nên Thích Ca Phật Đài cũng ít khách anh chị. Giờ có nhiều sự lựa chọn quá.
Ngày xưa đi dốc Hai Con Rồng về buổi tối sợ lắm, mà một bên phải là rừng, nó giáp với lại cái chiền núi anh chị, rừng. Bây giờ nhà cửa anh chị thấy quá trời ha, con đường được mở rộng. Chứ ngày xưa ở đây rậm rạp lắm, bên phải là giống như rừng thưa vậy đó. Ở dưới đây mát hơn Sài Gòn nhiều em ha, đi dạo mát nhiều. Đây dốc Hai Con Rồng và mình đổ dốc để về tới Tích Ca Phật Đài. Đây là con đường mang tên là Trần Phú và ngày xưa là Lê Văn Duyệt anh chị. Bà con thì bắt đầu ta cũng đóng cửa nghỉ ngơi rồi, một ngày làm việc vất vả rồi, chỉ có những cái tụ điểm như quán ăn, quán nhậu thôi, quán cà phê mở thôi. Tại vì ở đây đâu phải là khu du lịch anh chị, người dân Vũng Tàu ngủ cũng sớm lắm, chỉ có những cái nơi du lịch thì thâu đêm suốt sáng thôi. Đó, đi ngang bên phải là Thích Ca Phật Đài. Ngày xưa thì thời gian còn nhỏ của Sinh Y á, thì Vũng Tàu đất rộng, người thưa, toàn là đồng cát. Nó hình thành ở khu vực, nó khóm anh chị, khóm lưới, khóm rẫy, khóm vườn, bến đá, bến đình, chợ cũ thôi. Khóm chùa, khuôn chùm, chùa miên á. Nhưng mà bây giờ thì đất lành chim đậu, nên người dân tứ xứ về đây lập nghiệp sinh sống. Bây giờ thì nó dài. Ngày xưa đi một đoạn quốc lộ mới tới Rạch Dừa, chạy một đoạn nữa mới tới Cát Lở. Bây giờ trên con đường đó, quốc lộ đó, đóng hai nhà hai bên. Rồi, chúng ta tới khu vực Bến Đình nha anh chị ha, chợ Bến Đình, Đình Thắng Nhì. Thắng nhất là Rạch Dừa, Thắng Nhì thì ở đây. Rồi Thắng Tam là ở trên con đường Hoàng Hoa Thám, ngay chỗ khu vực Xóm Lưới. Rồi, ngã tư đây là Bến Đình anh chị. Bên phải là con đường Lê Lợi để về trường Thiếu Sinh Quân, sân banh Lâm Sơn và về với chợ cũ. Bên trái là vào chợ, đi thẳng là về ngã tư giếng nước. Bây giờ mình sẽ đi thẳng nha anh chị. Đối với trường Thiếu Xuyên Quân thì có một anh hỏi trường Thiếu Xuyên Quân còn hay không, thì cũng xin thưa với anh là trường Thiếu Sinh Quân vẫn y nguyên cái kiến trúc đó, vẫn còn, nhưng mà bây giờ nó trở thành một tổng công ty dầu khí Việt Nam, nên chính vì vậy thì người công tác trong đó, đi làm trong đó mới vào được thôi anh chị, nên cũng rất là khó để mình quay lại cái kiến trúc đó. Con đường Nguyễn An Ninh thì cũng được mở rộng nè anh chị. Ngày xưa đến giờ là tên là Nguyễn An Ninh. Ngay đây thì giáp với lại trường truyền tin. Và một số các anh cũng chia sẻ đây là một cái xóm đèn đỏ rất là sôi động một thời. Ở đây thì có những cái địa điểm xóm đèn đỏ, gọi là phố đèn đỏ, nhưng mà tôi đi thì thích sớm hơn, đó là Chiều Ẩu và ở đây.
Bây giờ hết rồi anh chị. À, đây tới ngã tư là ngã tư giếng nước. À, phía trước mặt anh chị. À. À, thì đối với những hình ảnh ngày xưa thì ở đây giống như cái vùng ngoại ô rồi. À, khi mà tới ngã tư giếng nước bắt đầu đi ra khỏi Vũng Tàu rồi. Men theo cái vành đai phi trường Vũng Tàu để về Gạch Dừa. Nhưng mà Sunny đi thẳng đến ngã ba phi trường Vũng Tàu. Ta gọi là ngã ba phi trường, đó là những cái tên gọi của người cũ thôi. Và ở đây con đường lớn rộng chưa anh chị ha. Mé trái là ngày xưa là bức tường vành đai, bên phải là những cái căn cứ quân sự, quân đội, doanh trại quân đội đó, trước và sau năm 1975. Bây giờ đường xá nó mở ra nhiều lắm, ngã ba phi trường nó trở thành ngã tư rồi. Em ơi, mình đi mua nước cho con ha, là mình order về nhà hả? Về nhà đi ha. Ở mé bên trái ngày xưa là bức tường của phi trường, bây giờ nó trở thành một cái shop. Nhà cửa trong trọng đông đúc. À, đó đèn xanh đèn đỏ trước mặt anh chị đó là ngã ba ngày xưa đó, ngã ba phi trường ngày xưa. Bây giờ còn có một số cái quán cháo vịt, đề là cháo vịt ngã ba phi trường. À, bây giờ nó trở thành ngã tư. À. Rồi, băng qua bên phải là con đường Trương Công Định để chúng ta về với ngã năm. Mà Sunny đi thẳng và ở đây là có tên là Quân sự 3 ngày xưa, nhưng mà bây giờ là Nguyễn An Ninh luôn. Và cái hướng đi thẳng này chúng ta cũng về với Bầu Chủng, về với lại khu vực bãi sau, cái động cát của tàu 1 ngày xưa. Đường xá nó thay đổi, con đường này ngày xưa nó nhỏ lắm, ổ voi ổ gà. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui nhân tiện chở em xã đi vòng núi lớn, thì Sunny cũng muốn mời anh chị nhìn cảnh trí buổi tối Vũng Tàu coi như thế nào, nó có bình yên hay không. Và cũng đặc biệt gửi tới cô chú anh chị có kỷ niệm đến Vũng Tàu, sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Và nhân các clip này Sunny không quên kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye. Đây là con đường mới trên đám ruộng ngày xưa, nó mang tên là Thống Nhất. Bye bye anh chị nhé, hẹn gặp lại.